Hello, chào anh em. Hôm nay nhân ngày nắng đẹp rời, làm review cho anh em con xe Toyota City Power lắp ráp ở nhà máy Trung Quốc của tập đoàn Toyota Industry. City Power là cái thương hiệu của Tay Lip. Khi họ bán cho thị trường nước ngoài thì tên là City Power, bán cho thị trường nội địa Trung Quốc thì là Tay Lip và gắn động cơ Trung Quốc, bán cho thị trường nước ngoài thì là gắn động cơ Nhật của Toyota. Thì năm 2014 là Toyota đã mua lại toàn bộ cổ phần của Tay Lip, cho nên rằng là toàn bộ các nhà máy trên toàn cầu của Tay Lip đều đã được tiếp quản và vận hành bởi Toyota Industry. Cho nên rằng là cái model TL Series này được ra đời là sau cái sự sát nhập đấy, vì Toyota họ phát triển theo một cái triết lý cao hơn, sâu hơn, cộng với cái đội ngũ đấy, đội ngũ của Tay Lip để có thể chiếm lĩnh một cái phân khúc mà hiện nay đang là cái phân khúc chủ lực của nhà máy Tay Lip, chiếm khoảng độ 75% doanh thu của Tay Lip là các sản phẩm sản xuất ở tại nhà máy ở Trung Quốc. Thì như các bạn biết, Toyota là cái tập đoàn sản xuất xe lớn nhất thế giới. Thì họ có một cái triết lý về sản xuất là triết lý về TPS. Đấy, hệ thống sản xuất Toyota Production System là kế thừa của tinh thần Kaizen Nhật Bản, cải tiến liên tục, sửa đổi liên tục và nâng cấp liên tục. Thì cái sản phẩm City Power này cũng được áp dụng cái hệ thống Toyota Production System, lắp hệ động cơ Toyota 1DZ3 là sản xuất tại Nhật. Đấy, sản xuất tại Nhật Bản luôn và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Các bạn nhìn thấy cái máy rất là khôn. Thì đây là cái phân khúc mà giá rất cạnh tranh, chỉ có hơn 300 triệu là bạn đã sở hữu một chiếc xe nâng với động cơ Toyota Nhật, hệ thống hộp số cực kỳ chắc chắn, linh kiện thủy lực, đây vô lăng, bạn nhìn thấy đấy. Khi mà Toyota họ làm thì nó rất là đây tem kỷ niệm thành 5 năm gia nhập tập đoàn Toyota và Tay Lip. Đấy, thì về chi tiết của cái xe này thì không có quá nhiều cái để mà review, ngoại trừ cái tính năng cơ bản, nó chính là di chuyển và nâng hạ. Vì cái xe nâng này là phân khúc đánh vào phân khúc gọi là ngon bổ rẻ, cho nên rằng là họ tập trung vào yếu tố vận hành. Đây, tôi sẽ nổ máy cho anh em nghe nhé. Đây, đồng hồ Tay Lip, xe mới tinh. Rồi, nổ máy này. Thì với tầm khoảng hơn 300 triệu thì các bạn hoàn toàn có thể mua một chiếc xe của Toyota cũ, sản xuất đời 2013 đến 2017, hoặc là mua một chiếc xe nâng mới. Một chiếc xe nâng mới như thế này thì bạn sẽ có những cái lợi thế gì? Một bộ lốp như thế này cũng lên đến gần 20 triệu. Mua mới bạn đã thấy tiết kiệm mà hơn 20 triệu so với cái xe cũ rồi. Cái động cơ này trị giá trên 100 triệu nếu mà mua rời. Toàn bộ hệ thống khung, gầm, sườn, hộp số mới tinh, ghế êm như là ghế ô tô vậy. Đây, đây. Đấy chưa? Thì những cái như thế này nó không có gì để hỏng cả, cực kỳ bền bỉ. Thì anh em có thể cân nhắc, đây là một cái lựa chọn rất đáng tiền. Và TFV là đơn vị phân phối chính thức sản phẩm City Power của thương hiệu Toyota.
Bởi đây là chiếc này là chiếc xe chu công cho nên là giá nó cao hơn. Theo niêm yết hiện giờ nó đang rơi vào tầm loanh quanh khoảng 425 triệu chưa bao gồm thuế. Một chiếc như thế này nếu như mà sản xuất tại Nhật thì sẽ có giá rơi vào tầm loanh quanh khoảng 550 cũng chưa thuế. Đắt hơn khoảng 130 triệu so với các thương hiệu khác của ở Trung Quốc lắp động cơ Isuzu, động cơ Mitsubishi hoặc động cơ Yanmar thì giá của chiếc này nó cũng tương đương, nhưng mà bạn sẽ được yên tâm bởi thương hiệu Toyota là một trong những cái thương hiệu hàng đầu về độ bền bỉ, tiết kiệm cũng như độ lành. Các cái linh phụ kiện ở đây thì đều là những cái đồ rất là cái cách thiết kế của Toyota rất là thoáng và rất là dễ sửa chữa. Này, lọc gió này, thủy lực này. Đấy, bộ hộp điều khiển này. Lọc dầu này. Bình dầu này. Đấy. Đấy, bình dầu phụ. Ok, bơm tay này. Rất là thoáng, rất là dễ sửa. Cái gì hỏng thì sửa được luôn. Hệ thống thủy lực. Căn kéo thủy lực này. Thì cộng với cả cái đội ngũ service của TFV ở Việt Nam cung cấp ở toàn bộ trên lãnh thổ Việt Nam bao gồm cả Hà Nội và Bình Dương thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm về cái chất lượng. Thì vì về bản thân cái xe nó chỉ chiếm rơi tầm khoảng 50% cái chất lượng dịch vụ thôi. Thì bạn mua ở đây bạn mua không phải chỉ mua cái xe mà mua toàn bộ cái dịch vụ cung cấp cho cái xe đấy, bao gồm cái xe và cái hỗ trợ backup khi mà cái xe nó xảy ra sự cố vấn đề. Thì đến với TFV anh em hoàn toàn có thể yên tâm chúng tôi có thể hỗ trợ với nhiều xe backup, nhiều xe hỗ trợ và đội ngũ kỹ thuật lành nghề và cực kỳ chuyên sâu về Toyota. Đấy. Nếu anh em thấy video này thích thì hãy like và chia sẻ cho những ai có nhu cầu khi mà muốn mua cho mình một chiếc xe nâng theo đúng nghĩa, ngon bổ rẻ. Nhưng nó rẻ hơn ở những điểm gì? Ngoài việc lắp ráp ở nhà máy Trung Quốc, tiết kiệm nhân công thì nó sẽ giảm bớt những cái ví dụ như những cái cảm biến. Đấy, và các cái chi tiết nhựa của Nhật Bản thì nó đương nhiên là chi phí sản xuất nó sẽ cao hơn rất nhiều so với cả các cái chi phí sản xuất ở Trung Quốc rồi. Rất là chắc. Rồi. Thì bây giờ tôi sẽ nổ máy thử cho anh em khi mà ở bên ngoài xem cái độ cách âm của nó như thế nào nhé. Đây, ghế êm như ghế ô tô vậy. Ghế êm hơn, tiếng nổ êm hơn. Động cơ khung gầm chắc chắn, xi lanh giấu kín, không giống như là các cái hãng sản xuất khác. Miếng hàn táp lô. Đây, hàn bằng robot. Trông rất là khôn. Thấy chưa? Về cơ bản hàng giá rẻ của Toyota, nhưng mà về độ chất thì nếu như được cái xe Nhật được 10 thì cái này nó cũng phải được 8. Êm như ru. Gần như nếu các bạn mà đã đến xem những cái xe như này thì không có độ bỏ luôn ý định mua xe cũ, bởi vì nó chỉ chênh lệch với xe cũ chỉ có khoảng độ 30 triệu, 40 triệu thôi. Nhưng mà bạn thấy đấy, tiếng máy luôn đầm chắc. Nó chỉ chênh so với xe cũ khoảng 30-40 triệu thôi. Nhưng mà chất lượng của nó thì được bảo hành chính hãng, tất cả đều đồ mới. Rồi, xin cảm ơn anh em.